A compound sentence has two or more independent clauses. Chẳng nếu không là bạc rõ, cứ miễn clear chbong chắp bì bì lang tử. Nó ai bì rưu chả. Chẳng việc khóc bì là bạc tố, trong thay là bạc tố, cứ miễn clear chbong tại mùi cột. Nó, còn ta trong thay kê bà rì cần sao bì xem xem tiết ở nâng. Chỉ bằng hạt xe, để thua ở simple sentence nâng ở mình đã gần sọc xoáy nâng chỉ đường xe. Tại vậy đây sống khán cứ khỏi dân đăng thang nâu không bộ phê là bạc tố là dân riêng không biết ổ môn. Cứ miên bộ phê, cứ miên clear cho bóng tại mùi. Còn ta nâu không ở là bạc rõng, cứ miên clear cho bóng chạp bì bì lăng tầng.
Anh chẳng nói không đồng ý giá cả rụp hiệp này nè, cũng như các bạn hãy chạy tôn tùm rung đại nghiêng sử dụng sản phẩm của ông xa 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 chắc này cú xong rồi bằng hai nửa giờ làm lại xem anh một phút cứ compound sentence là bài cơ cứ cắt lang pí clear bong muối nâng clear bong muối tiệt sọc máu cứ chặt pí pí lang từ nè chắc này cú xong bằng hai từng rung nghe một phút cứ clear bong pí nóng là bài cơ tại mùi. Ok, chắc chuyện sang nhà bộ cứ chia vậy chắc đam bay cho cái hai thằng bằng ca là bài cơ cứ dân thử ca cái học có conjunction nè, conjunction mùi bập hết đây cái hai thác coordinating conjunction hai mùi bên tiết cứ tẹo tông từ nâng mùi tiết nó cứ tẹo tông từ nâng cái hai thác conjunctive adverb nè chẳng coordinating conjunction nè cứ có ai bằng hàng dương thác cái hai cắt fan boy nè miền này nông nút hiện cho này cái prao miền én miền bắt miền nó là miền dẹt chị đàn chẳng lại cứu xong bà hành tru tru tập năng tế chẳng ở tẹp tôn tầm năng còn chẳng thiếu adverb cứ miền đôi chị however furthermore nè firstly secondly thirdly nè chị đàn. Ok chẳng ở nước nông lý này cứu oxy chìm râu tự lơ ở với chị có chúng ta thấy là kêu con tại bắt đầu từ lâu về chỉ có sản phẩm dân sự hai chấm pu ở về chỉ có một chấm nón tiếp này kêu nó bằng hai nó về để dưỡng chóp cứ dưỡng chóp đam ăn vật sự xe nè này kêu mình chọn ở dưỡng than về liệu không cả ở si chấm râu từ lâu về chỉ có tết chun cá bỏ dưỡng cho chất ok ở ấy thì phần tái sạc lát tại về còn riêng về chỉ có tốt còn chóp đam một người kề nhảy chắc này của chọn ở dưỡng ở cho từ ở vậy để copy ở vậy để dưỡng cầm bông chọn bàn thế nè chắc là lâu đi ở tia ho để pra en bắt cứ cái hào tha coordinating conjunction nè. Ok chắc ở tia ho thì mối the bus stopped it and we got out rút chốn bàn chụp hào dương trên có bán trên ở trạm trên tầng trên pi rút chốn nè nè chắc mình đây tha rút chốn ở xung tố ở rút chốn con chụp ní nè rút chốn con chụp ok nhưng sẽ đạp bán hai dương trên trên cáo có sắp bán nè chẳng clear tầng pi này cứ miền sắp chích miền verb nè dạng tích hơn nhé miền sắp chích mũi verb mùi anh ấy miền sắp chích hay là phrasal verb nè chẳng ở sầm khăn tham mình complete complement rư gọi đi ở quay đây sầm khăn ta sẽ đạp bán ở chẳng nó không clear này để sao stop vì chìa cái hào thể intransitive verb vì chìa kệ giả sắp mình trao cả cầm bót nè cái này để sao ta vì prai pru ở sài để tam tam phía ở đại dương prai đại bên tai bị trắng stop cứ cái hai intransitive verb nè hai đập p got out này cứ phrasal verb đại bên chạm pì pì muối nè chạm trên từ cáo cứ pin lên tam đòn. Ok chẳng nó không nè dương ai bằng cách là bạc rong đòi clear bóng pì nè thì muối cứ rút dần rong chốt hay với tiết dương chạm trên đại dương prai cái hai ta ở bị chụp muối đầu dương pra cái hai ta coordinating conjunction and đời xa tại pi nắng cứ chia than phía đại positive visual clear nè dương pra nằng bị and nằng rồi dương khóng bán chốt hai dương có bán trả tranh tầng nè chẳng biết chia riêng sọp nè admin tôi khnì tì chẳng dương pra từ đại sọp nè và sân một ôn được bạc không ca sạch sẽ dương ai pra en bạc đó dương bạch tục pra đó no dẹt ấy thế bị ảnh ở miền ca smoke smile và sân bởi dương trẻ nè vì tệ tổ inversion ấy xinh xinh thiết bị smoke smile chẳng và sân bộ ôn ai sạch sẽ bán cứ dương pra en lại bạc tứ co chỉ cả ở cả nghi sru là nè ở bây đây này cũng trong bà hàng bộ dương nó về để dương pra cái hào thác của ordinating conjunction xong này ngọc này bị mùi phong nè xong này ngọc này cứ comma nè riêng comma mùi mùi phong nè xong này ngọc này cắt xong coi muốn nên para sơ sơ bạc khi cho bong mùi má hay riêng para e nâng hái muốn nên para cái hào thác của ordinating conjunction xong riêng comma mùi mùi má nè ngược lại này stop mùi tennis mùi chẳng ở tí pí I enjoy playing tennis but I hate playing golf nhóm bên chất năng ca lên vì thế này con tay nhóm sắp ca lên vì con gồm chẳng là nó không nông nít clear ở bà dân mơ bà dân lục bạc này nhóm cho chất
lên ở thì ở cả vi ở chơi trận lên về thì ní nó kỳ là ở về thì ní chắc như đặt bàn à ta đặt tất cứ đăng thạch quạt nó chơi trận cả lên thì ní hay khi nhóm cả lên ở về gần gù chắc như đăng cái thạch quạt ở chơi trận lấy về gần gù thì nó chắc như đặt bàn này bỏ viết bàn lúa cứ miên ở subject verb hay là complement hay ní gọi đôi khi subject verb complement đôi khi nè ok phần tay để xa tại nó không clear ní cứ vi miên cô mà nó tôi khi mũi chỗ chất mũi tiết mình chỗ chất chẳng dương pra cái ai ta khô o để này thính cực dạng sân tại contrast cứ miên này tối dương pra bạc ná chẳng sọc ní en tôi khi cực bạc miên này phần tay ná chẳng nên ốc ní ai pra mó cứ sơ xê clear chất bóng tìm mũi hay khama mũi tỏ mó khô o để này thính cực dạng sân bạc mũi mó hói chẳng dương chập đám cái hào tha independent clause tìm mà hay chật ở full stop mùi tới nó bị mình chọn chỉ ca sẵn đại lai tạ tôn từ nông vật dụng thì ở trong cao ní nhạc rưu nâng thua ca bằng hai phổn phổn phí rồi biểu nâng ca bà bà tạ tôn từ nâng ở cái hào tha con dáng thiếu adverb nè con dáng thiếu adverb thì chán dương chút miên đôi cho however further more more or were nè chỉ đào là dương bà bà chẳng xâm rạp ở bóng bình ở đầm bây chua clear nâng clear nè vì mình sẵn rạp ở dầu nè đầm bây thua clear anh ta này bao dương cái hào tham miên cohesion, nè vì thôi miên cohesion, rư nâng coherent, nè miên tăng anh ta này anh ru, nè nó còn nâng ao dương nó miên ở miên ca đặt tới miên vô này hay áp trạng tranh bị bất thiền cứ dương gì tới bất tiện là thế này tại mặt đòn, cứ này nó lầm xa xin trong bạn này hay ca para co lo tiệt, nè đôi tiêu hoặc là dương miên bị ép chuột chẳng nè ok chẳng ở trong cuộc bài dục thì bài ní learning a language is difficult ca riêng pizza bỏ tới xong tốt ca riêng pizza cứ bị bạc however tụi bây giờ chia chẳng lúc đấy it is worth the effort viết cứ chưa đầm lại này cái chân khóm răng răng phải chẳng bây giờ mơ mà plate nè ca sắc xa pizza ăn lấy cứ lùm bạc xong tốt ca sắc xa pizza cứ lùm bạc chắc nhìn sạp bạc sẽ kết là bạc cứ ca riêng pizza bỏ tới nè đã bây giờ này viết cứ chỉ viết cứ chỉ làm lại này cái không bằng phải bằng cái không bằng phải nhé chứ như đáp bàn anh nói chữ ấy chia đầm lại nhé đầm lại bởi đầm lại này cái khách không ok đáp bàn bên lên được đó su ấy được trả lời bàn này nhé ok chương ở chỉ bài hai tế hai vợ chồng mình đang ở đây thay nhà cũ đáp bàn khi đáp lại này mình bàn phong viết cứ chia đầm lại này cái khách không bằng phải trả viết nó sẽ cái này cái đúng ok, person bà phụ ôn phát đạt nhà này chân chia và dấu phí ít ní viên năng chụp nụ đó learning a language chẳng cái đạt learning a language nè is worth the effort rư có difficulty of learning a language is worth the effort mình này ta phía bằng bạn này ca sắc xa phía xa bỏ tết cứ chưa làm lại này kết không bằng bài nè cứ chụp nụ đã ít nè clear thằng ổn này chụp nụ đã ít nè ok chẳng ở miền ấy chỉ ca làm bà t hai phần sân bờ nè ốc nia khơi nè khu và hai ta nè khu dễ ở chỗ lên chẳng ở nông nè khu sông hai đó mến nè khu trong lẹ lý mấy tết phần tay với chiếc cá liên với chỉ co còn đặt bộ đài nè phần tay nè ốc nia ai pra hàng tập năng tới hay ở dương pra clear sầm anh tới phần sân một ôn ôn ở bị bạc không ca xoay như là u nè khu ở nhom ở chỗ đó p và lòng chẳng nhom của bạn nè phần sân bạn nhom ở miền p và lia thêm thở ca liên bị sợ bị sợ xe phong thở liên với chỉ co phong liên bị phong chân nhân miên cao lắm bạn ớt chì bánh hà tê xâm rạp nè tặng ớt nếp bà sân bà nè ớt nên là tập chi dìm mơ hai mơ tiết dục cho tụng đạn ná hay xoay anh dồi tớ nè ớt nên bảy riêng đo bây giờ có trời trẻ các bạn đấy pra tạo vầy đèn của bạn bằng hà nhưng tớ ở vầy đề xâm khán dương thảo ca chế bị ná hay nâng ở tùm rung bạc bọt dương bạch pra ở cầm rật bây giờ có trời trẻ phê các bạn này bộ phú bà sân bà dương riêng nông đi dạp bê lấy có dương của bạn không ca tự tù bán thọ lại con tay bà sân bà dương ạc riêng cư ở vầy đề dương tự tù bán cứ ạc riêng ra ná chẳng bia ở sài từ lối xem mặt thiệp dương đá nó pe để dương lang từ thôi cá nặng cú rồi cái cầm hôn cú cú nó pe để dương sợi được bài cá cứ thở cá được bài cá sọt đà miên cầm rất hai level nè để sau này cú thuộc với cá nữa tha ban ở anh đã chia ra ấn này cú thuộc với được bài cá là ao chân chia New Zealand và thiên cầm rung nó bị chạm với New Zealand vòng đài này cú lại đi chạm được bài cá chứ này cú đăng với trái cái tay chờ này nè ok chương bản thai mình đi chương này cú xong ở chỗ một về riêng dương với nhà này còn này cú chạy ở đây ở dương chỗ hai ấy còn sắp nữa này cứ rung cho phụ dương riêng ha đăng thai phải giỏi bị chạy nhé ok chương learning a language cứ ca riêng phía xa bỏ tới cứ lủng bạ tu bây giờ là đòi việc có so mình chia ở khơi đi đầm lại này cái là không prăng 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 phòng đài ok chương ní cái hào tha con dạng thiếu adverb nhé chương phải chạm đón tiếp này ở nhà ở phía ai đáp này cú đợi dương dứt coordinate conjunction មានដូចជា however
furthermore, moreover, nè, ở đây này cụ ai phải hai bán additionally, nè, cả bản thêm này. Ok, chẳng đồng bây cùng ôi khát bế này cụ xong bật to, tôi không ở chùm lệch bật to áp tệ tôn, tôi đang ở compound, compound sentence, nè. Chẳng compound sentence, cái hai ta là bạc rõng, cả chánh bí, cả xong rồi viếng, clear, ở chỗ bóng bí, đại mình này cực rõn, bình lĩnh để ai bằng cả chỉ là bạc, cái hai ta là bạc tôn luôn ai bán. Cùng với đại pra cái hai ta coordinating gần dạng sân rư cò còn dạng thiếu adverb. Ok, chẳng cho mong chúm lại nhé. In this type of sentence, each clause has equal or nearly equal important. Ở chẳng nó không có phép là bác này, phép này là bác cỏ nè. Clear ni mùi mình là clear cho bóng. Cứ miên tầm lái mà clear nâng miên sẽ ra sầm khăn đối đối chân nhé. Nè, hai đối với bạn kê bà trẻ chẳng. Mùa là hát đời xa tại vì nâng chỉ rương đài đây này của bạn và hàng chân vì ở miền bưng phải lên lại nam với vi cho đại cái gì nó vì miền đầm lại mà phía vì ai ở bình chul sức đây ban được gì nó chẳng lúc môi na tránh có lâm xa mình bắt bóng này nó rư cái dân thờ tục tầng phí rất tài lò nó ở chi pa nhà thì ở đây này cũng sống khán còn cho vậy tha nó bây để dân pra clear tầng phí nắng cứ ở với cứ smart này vì pru vi chi clear cho bong được gì cái hào thá independent clause rư main clause được nè. The clause can be joined in three ways. Nè, clear nú ai trao ban chuộc nè đào một số bài bấy. Mình thấy clear đại dương bậc cao nắng cái hào thà clear cho bóng nè. Chẳng clear cho bóng đây này cô pa đầm bay bằng cao bạc rón cứ thở ca xóm pi clear cho bóng pi rư tràn. Chẳng ca xóm clear nắng cái ai trao một số bài bấy. Thì mỗi cư dương ở pra chú môi nâng coordinating gần dạng sân nè coordinating gần dạng sân tí bí dương pra semi-column nè semi-column tí bấy cư semi-column hay nâng linking word nè. Ok, hình chân cái này nè cú xong khách mà lơ vấn tự lọc mà lơ nè tích nè cú lịch prap dương cái này nè. Nếu bây giờ dân pra however, nè however nè, person ba however nè, cái hào thà adverb, cái hào thà còn dạng thiếu adverb. Còn dạng thiếu adverb nè, cứ nếu bây giờ dân đạn nó khẳng múc, dân thử khả mà vía, hay ba khẳng cao nè, cái thử khả mà đây. Nè, chân mình này thà however hay khả mà, learning a language is difficult, khả mà, it is worth the effort. Nè, bần tay đọc bây giờ cần đá, learning a language is difficult, nè, semi-column hay cái này cái comma it is worth the effort nè chương ca prapra bao vì chương ở lâu dương cho từ ở chấm lại cái ca prapra ca chuột là ba bình nè miền ta một số bài mới cứ dương riêng về chỉ có bài thèm đó các bạn thấy nè. Ok, chương ở ní cứ chia tầm rung này có để này thiên gần dạng sân này là cụ lực bằng hai nè đại phổ phổ cụ để chám miền end bắt or for no yet so nè và các bạn chia vị thà fan boy fan nó f or f a nó n hay là p n mới tiếp nó nè là bí bộ ở bát đỏ ố ó nè hay vái yet hay s nít so nè fan boy cùng chung như thế nè nâng cao của đây là thiên nhiên nhàng sinh ưu tiên họ diversity has become a strategic imperative for corporations and the term has already into the corporation, the corporate vocabulary. Phép khó khăn nè, rư có dự tật xác ở phần tập hợp xanh xanh khăn nè. Bạn khá lại tới chi dự tật xác chỉ ảnh để phép xâm rạp cổng hôn xa chi vật cảm. Khá mà muối, dương phụ trọng này cứ clear cho bóng muối. And, nên mình là khlâm xa rồi bía nó clear cho bóng tầng phí nó cứ miên ảnh này được khăn nè. The term has already into the corporate vocabulary. Ở trong bộ phiệt này, bộ chạy tên này, trong bàn kê đại bình chôn tôi không nông cái hào viên cái sạp xa chi bực cảm. Nó chẳng bị strategic imperative nâng hay nâng diversity nâng. Trong bàn kê tôi qua thay dịp bị chạy cái tên mối. Ok, chẳng trong hôn kê tôi qua nâng, bộc lực cái prao nhìn tới diversity nâng chi bị nâng. Phải chạm trong hôn nó bê để dân dây diversity cứ xâm đạo tôi lời dịch xa. Ăn được phiêu bò xà chi bạc cam. Ok, chẳng nơi con nông làm xà này cứ mình này bằng thay này cứ từ nào sọp khnì nhé.
orbital relative conjunction chứng conjunction tí pi để dân ai pra ban nông cáp xóm khí cho bóng cư dân pra correlative conjunction correlative conjunction nâng cư chưa bập hết cái hào thà chân nguồn đà miên bị ở miên này thà miên bị chứ cu ná not only but also ná rư có neither hay nó neither cho nó ná either cho o ná chữ đàm. Ok, chẳng chúng ta ở chúng ta này, ở dương lợi tìa hó not only have conservative survey xong tố not only have conservationists been successful in bringing issues to the attention of government but they have also achieved considerable success in having policies and institutions introduced or changed to meet their demand. Ok, chẳng mình trâm tài ná, mình trâm tài miền nơi cái hào thạ xong tốt. Mình trâm tài nè ạ phá điện này giống miền ca chốc chây nó không ca nôm dốc nó bánh hà. Tự đo miền nôm dốc nó bánh hà tự đo ca chạp ở rộm rộ bò rộp thạc bá. Còn tái bộ quát có bán chốc chây phong đài ná, chốc chây chi cuộc gặp xong quát nó không ca bằng ca con dụ bái cần nâng con dự bài nâng cao bằng cao thả bán đại bàn này nuông rưu gặp lạc đố áo chá lai tốp tên nâng nằm đầu cả ơn nhạc rút bộ prai nhé nhai mấy ơn dễ chom tớ clear đây này cũng đã ní ná cứ chị ạ tạ bọt đại đọa xong vì làm xa dập hầu thông thông ná nó không ní cứ dương miên bằng hai chia tầm rung inversion nó không nâng tiện ná các bất khẩu conservationist hay vậy, na, tại dân rồi nhà đi mở hàng mục, nâng tệ tôn qua nhà inversion, na, ở chân này cũng ở bài hàng thế còn này cũng bỏ prai, cứ dân bỏ prai conservationist muốn hai bản hay been successful đi tam cầu, na, mình trâm tai áp phi rèn này, mình trâm tai áp phi rèn này, chân áp phi rèn này giống ấy, đây từ bàn crom này chân áp phi rèn này giống, từ bàn chụp chế nông ca nom yộc mini thà nom yộc qua nhà từ nâng đầm bay ở rót tháp bá, mình ca chạp rõm, từ lơ qua nhà từ ở nô hơi có bàn tay ná mình này thà bàn tay phụ quát có bàn từ tu nó hiệp chụp chơi để cua ở cặp sầm cua nó không nông ca bằng cao con dụ bái cái đôi chi thả bàn xem xe để bàn này nóm tệ tôn từ nâng cả thì rẻ nắng có đôi chi ca lạc đồ xem xe đồng bây cho lời tốt từ nâng đồng đầu ca nó cứ chăn tẹo bà quát cứ cả thì rẻ thay để xa nâng ảnh ná chứ not only but also nó cứ mình này thà mình trâm tay rừng năng tế bọn ta thêm chẳng rừng năng tiết chẳng mình này tha chân áp rẻ này giống mình trông để chụp chơi không ca nôm dục bảnh hà sầm khăn làm khăn đầy rồi thay bà cua để dục cho tức đại bọn ta có từ tụ bàn chụp chơi phòng đáy nó không cá bằng cát cô này dục bái rưu cô thả bán đáy này nôm có đôi chi ở chùm rúnh ná ở miền ca ở lạc đô cũng nứt từ lơ sẽ cam một phép nông ca bằng pinh cái tập bằng cách áp rẻ này dùng nặng lái nó không số tham hiệp dòng cùng chẳng cứ làm sao bởi vì mình vẫn đang thì vẫn tay nó phải để dân an tam ở so tới dân mình ở rộng thật một màn nhà tầng ốc này ai vô bài chạy cả tên đây này cụ bạn bộ trái này vô tới riêng cái cụ ở dưới trong tới vì ai chết stong đà này cả riêng bộ trái cái sai phòng này đây này cụ bạn và hai này bởi dụng này bởi dụng bởi dụng bộ bị tam bị cư mình ai bộ bàn trầm trầm thì nếu cứ chia cùng rập stong đà cùng rập khu mình tên bởi dụng bởi dụng bởi dụng sắp đặt ở đây này của bạn tròn tròn sắp đặt này ok ai ăn sắp hơi cũng rất thông thông bàn nó bây đây này học này lang từ scott chia lại chữ đàng con tay và sân là dương thẩm nặng thì đọc phía dương sơ sơ thông đá tới conservationist not only conservationist have been successful in bring issue to the attention of government but they have also achieved chẳng màu ná tam nào vì màu bạch nâu inversion như nháy nó mình bành hà dựa trên inversion nó mình bành hà việc ná. Ok, chắc là cuối cùng là ở dương này, này nó mình score ở với cái inversion. Inversion nó cầm bật cấp bố nó hiện thân là cấp bố mình tên nó score chỉ lại. So sáng lấy nè. Này khu vấn hiện thân là master vấn nè. Tại nhà bà đấy vẫn phải score tích tuổi thế. Mình thay mình score, score, tại còn ta score mình chờ thế. To with semi-column, comma. Xong tốt semi-column này, nhà semi-column nè.
chẳng dương chuộc bạc rong tỷ pì nó cứ dương pra semicolon nè semicolon nó cứ small nâng minh đầm lại small nâng n đấy nè được n chẳng nè bị cái bi nè cái bi hay minh chót nhá semicolon nè mỏ tia hó clear bong pì nó astute depositor could see what was happening to the value of the land that was supporting the assets of the banks. They moved quickly to remove their deposit for cash. អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើដល់ឆ្លាតវៃអាចយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងទៅកាន់មានអ្នកគាត់មានចក្ខុវិស័យទៅលើការសកម្មព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់តម្លៃដីណាដែលគាត់នឹងអាចយកទៅគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មាននៅក្នុងគៀអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញពីតម្លៃនៃដីនឹងទៅគាត់នឹងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរណាភ្លាមភ្លាមដោយធ្វើការសម្រេចចិត្តដកប្រាក់សន្សំជាសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកសន្សំដែលឆ្លាតវៃគាត់ឃើញថាតម្លៃដីមានន័យថាតម្លៃដីអាចនឹងមានការវិវត្តច្រើនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែសម្រេចចិត្តដកថវិកាជាសាច់ប្រាក់ដែលជាប្រាក់អន្សមហ្នឹងយកទៅទិញដីនឹងដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញយកទៅដាក់នៅធនាគារពេលក្រោយណាអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាអ្នកវិនិយោគដែលឆ្លាតឆ្លាតវៃគឺគាត់មានសមត្ថភាពមើលឃើញពីអនាគតតែពេលណាគាត់ចំណេញក៏ដកលុយពីធនាគារយកទៅប្រើហើយនៅពេលដែលប្រើពេលដែលឃើញឱកាសចំណេញហើយគាត់យករបស់ហ្នឹងទៅលក់ហើយយកប្រាក់ចំណេញមកដាក់នៅធនាគារវិញពីព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់ជាអ្នកដាក់ប្រាក់អន្សមទេប៉ុន្តែជាអ្នកដាក់ប្រាក់អន្សមឆ្លាតវៃណាអញ្ចឹងដូចអ្នកដូរលុយអញ្ចឹងអ្នកដូរលុយប៉ះសិនបើគាត់ដូរលុយខ្មែរចំណេញគាត់ជួយលុយដុល្លារមកដូរមកជាខ្មែរអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់គិតថាខ្មែរដូរទៅដុល្លារខាតអញ្ចឹងគាត់ទុកខ្មែរសិននៅពេលណាឱកាសមកដល់ទើបគាត់ដូរយកចំណេញណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាការចំណេញដោយមិនបាច់ហត់ណាអ្នកខ្លះគាត់មិនបាច់ឲ្យប្រើមុខរបររកស៊ីដូរលុយគាត់មានលុយច្រើនតិចទៅគាត់មើលរ៉េតថ្ងៃណាតំណងគាត់ទិញលុយប៉ុន្តែដូរសាច់លុយនឹងដូរចុះដូរឡើងគាត់បានចំណេញពីភាពដូរប្រាក់នឹងបានណាប៉ុន្តែបើសិនមកយើងអត់ចេះរស់ស៊ីអត់ចេះប៉ាន់ប្រមាណទេជួនកាលក៏អង្គុយដូរលឿនឯងក៏មានបញ្ហាដែរអាហ្នឹងគឺជាការបង្កើតចំណូលដោយខ្លួនឯងណាអ្នកគ្រូមានមិត្តភក្តិម្នាក់គាត់ម៉ាក់គាត់រស់ស៊ីដូរលុយអឺរ៉ូណាគាត់ថាម៉ាក់គាត់មិនដែរធ្វើអីទេលុយគាត់អង្គុយទៅដូរអឺរ៉ូណាគាត់ចំណេញបានលុយចាយរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់មិនបាច់ទៅដូរបើករស់ស៊ីដូរលុយអីធំធំទេគាត់រស់ស៊ីតែលុយគាត់ណាដោយសារគាត់មានលុយច្រើនគាត់ដូរមើលថ្ងៃណាចំណេញគាត់ទិញតែដល់យើងប្រកែដែរណាអូនណាអញ្ចឹងនេះដូចគ្នាអ្នកអន្សមគាត់ទើដៅរបស់គាត់គឺគាត់យកលុយទៅអន្សមធនាគារដើម្បីយកប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ឃើញដីទទួលបានផលគាត់ដកលុយពីធនាគារសិនហើយយកទៅទិញដីនៅពេលដីលក់បានចំណេញគាត់យកលុយដីនឹងលក់ហើយយកលុយមកដាក់ធនាគារវិញព្រោះអីគាត់គឺជាអ្នកអន្សមលុយទេណាឃ្លានេះគឺមានអីអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងឃ្លានេះអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញយើងងារកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងបញ្ចប់មកកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងឃ្លាច្បងរបស់វាទី1គឺអ្នកវិនិយោគដ៏ឆ្លាតវៃអាចមើលឃើញពីស្ថានភាពអនាគតកើតឡើងទៅលើតម្លៃដីដែលអាចឲ្យគាត់នឹងទាញយកផលមកឧបត្ថម្ភចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងធនាគារមានគាត់អាចលក់យកចំណេញដាក់លុយថែមក្នុងធនាគារអញ្ចឹងឃ្លានេះគឺយើងស្ដាប់បានណាណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកវិនិយោគិនដែលឆ្លាតគាត់អាចឃើញពីព្រឹត្តិការណ៍អនាគតដែលតម្លៃដីឡើងថ្លៃអាចឲ្យគាត់នឹងលក់យកចំណេញយកមកដាក់នៅធនាគាររបស់ហ្នឹងណាហើយដល់ពេលឃ្លាទី2ពួកគេនឹងសម្រេចចិត្តភ្លាមៗក្នុងការដកសាច់ប្រាក់ណាដកប្រាក់អន្សមជាសាច់ប្រាក់យកមកប្រើណាអញ្ចឹងនេះគឺស្ដាប់បានតែម្ដងគាត់ដកអីគេដកសាច់ប្រាក់យកធ្វើអីណាដកសាច់ប្រាក់ដកដើម្បីអីគឺដោយសារដកដើម្បីគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗហ្នឹងដើម្បីដកលុយអន្សមជាសាច់ប្រាក់ណាអញ្ចឹងមានសັບជីកមានពើបិច្បាស់លោះហើយអត្តន័យវាគឺគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហើយសម្រាប់ចិត្តដកសាច់ប្រាក់ព្រៀងព្រៀងតែម្ដងអញ្ចឹងស្ដាប់បានអត្តន័យវាអ្វីដែលសំខាន់របស់ក្រងគឺប្រើសេមីកូឡឹមក៏បានដែរបងប្អូនអាចប្រើបានណាសេមីកូឡឹមអត់ជាបញ្ហាចោលទេងាយស្រួលបំផុតយើងសរសេរឃ្លាប្រយោគ2ហ្នឹងហើយយើងសេមីកូឡឹមមួយមកជាការស្រេចប៉ុន្តែការសរសេរសេមីកូឡឹមពេលខ្លះពេលដែលយើងប្រើវាច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងបាក់គេហៅថាពាក្យនៅពេលដែលយើងសរសេរសំណេរផ្នែកទី12គឺគេមានកំណត់ចំនួនពាក្យអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ and but អីទៅណាហើយដូចឃ្លាឥឡូវគេហៅ correlative conjunction នេះខ្លះនេះគឺ not only ឃើញគូ not only គូវាគឺ but also ណា
bắt đầu số bên tay nông clear nó có thử miền comma phong ba ná nè lại nè ok chẳng là chỗ đó chúng lại tìm bấy with semicolon and another kind of link verb call a conjunction to adverb ná ở đây đây này cô phép dưỡng cứ dưỡng ạch pra bịa mùi chùm luôn tiết nó nói dưỡng pra là bái cứ semicolon chùm mùi nâng link verb nó cứ hào ta conjunction to adverb chẳng ở đây này của bạn và hàn dương môn năng tích cứ này của tha thì cho anh dương phá cứ miên cái khô rồi là thi gần dạng sân miên xong tốt cứ khô này là thi gần dạng sân nè miên gần dạng thiêu adverb nó không thi họ bày đề này của bạn và hàn môn vận tái nó không ca pra pra chạy sẵn cứ miên và hô tự là bày dùm nói cứ tìm mũi khô này là thi dương pra gần dạng sân đây miên phi tùm rốn cứ khô này là thi gần dạng sân nó là người nhiệt nè coordinate thing conjunction និង correlative conjunction ទី 2 គឺ យើង ប្រើ semicolon ហើយ ទី 3 គឺ យើង ប្រើ លបាយ គឺ semicolon និង conjunctive adverb ដែល conjunctive adverb មាន គេ ខ្លះ មាន furthermore ណា បន្ថែម ពី នេះ however ទោះ បី ជា therefore ដូច្នេះ in contrast ផ្ទុយ មក វិញ similarly ស្រដៀង ទៅនឹង ដូច ទៅ គ្នា ទៅនឹង ណា អូខេ អញ្ចឹង តាក់ទង ទៅនឹង ចំណុច កន្លែង នេះ គឺ យើង ចូល មក nè cô bạn ấy thế cứ khó phép ở dương score nó dương cô tới chạm tới nè cô bạn phải hai môi chùm luôn chẳng bị nên cô tới chọn chạm ở nơi đây dương châu đó mê riêng ở sign post nè cái hào transitional word nè nè ở nơi này score bị nâng môi chùm luôn nè cô nâng phương cao bằng hàn dương chân dương bạch bà rõm thấy đã u nè cô ở khóm phép nhưng mà ở hơi công bà rõm nè cừu mình tùm lộp tê nè cừu mình tùm lộp lẹ sơ tê nè vận tải khoa tha ca bằng hán cứ dương ở sài gòn tam vẹn sắc xà ná vẹn sắc xà tập hệ rải thính rư cầu phép về tập hệ về cho co person và rải thính châu về cho co trần tết với tới chi đang làm mê ai ai dương riêng gọi trẻ này chẳng để cú chọn đau từ lỡ rải thính vận tải cứ chi về cho co sầm khăn khăn đây này cú bằng hán kẹt tôn từ năng rải thính chẳng phụ ôn còn mơ đồng lòng ná mơ hai mơ tiệt mơ hai mơ tiệt mơ rồi hốt đau chưa bị đau nè ok chẳng with a semicolon and another kind of link verb nè chẳng cho mà tia hoa bằng dưỡng tiện tôn từ năng ở ca pra semicolon hay năng conjunctive adverb nè mình này là how furthermore however therefore năng chẳng đôi lại tia hoa từ bồn mới nhé đây là cụ thoi cầu nhé nè lại nhé nè cái nhé nè dừng cười nhé dừng pra thêm tìm mối edit cái how thành conjunctive adverb hay năng semicolon ví dụ nè nè ok chẳng chỗ example this obvious contamination problems have long been known however what is not often realized is the organic matter carried in groundwater can contaminate sample chẳng ní chỗ đó với chỗ còn đặt cua đá bỏ máu ba nhà hàng mê rôk chạy sản tầng này nè bà nhà hà cá chlong mê rôk chạy sản tầng này trở bàn kê đăng dư một hàm nè chắc như sẽ đắm đăng à dạy kê nó bà nhà hà kê bà nhà hà chụp lòng mê rôk nè kê đăng dư ôi nè sẽ đắp lúc dư mà tôi chia dàng này cái đấy nè nên tôi chia dàng này cái đấy chẳng thức what is not often realized is the organic matter carried in groundwater can contaminate it sample away nè anh ấy cho đo cầm rạch lôi đá nè sẽ tập clear ở to tay mà đo hay phần sân bên này ở này bạn bạn dột chỉ bọt bị sao nè sẽ tập clear đập khang khang này cũng đài thì hiện lẽ sẽ phải sẽ liên chế để ổn nè với này cô hai đó nè này vượt chơi lẽ liên mới tiền nè away đài mình sầm rạch bàn rồi rồi nó cứ thằng tha ban nhà ha cái hào ta sẽ riêng đài tụ đài chạy tranh pi pi tật không đấy nè ai chấm ai chấm lòng rốt ai chia nhẹ như ai chỉ cả bằng co rốt cùng rù nè chẳng bên đây thả mạch lại đi bên đây thả what is not often rely nè nè rely nè mình sum lại tiếp chứ dừng bỏ lại thật đần nè vậy đây dương mình bàn đằng rì rì nước cứ trăng tha ba nhì ha sợ đây riêng đài ở đây tự ở đài tranh pi tự nào còn đấy ai ai chỉ ca bằng có nó ai chỉ
cơ ta chấm lo mê rô cùng rù chẳng mình đi tham bạch chẳng ba nhà ha đài lại ní dây nghe vô tứ chấm ngó đại dương ở đằng nước trong tha sợi ba nhà ha tức nè ba nhà ha tức đại tức sợi ba nhà ha sợi riêng đài chân bị miên bập hộp bị tức nè tức tức đài chân bị đầy nó cứ đổ tức ấy nè nè vì chia cái lại để chấm lo mê rô đó chứ thật sự mà dương về nghe vô trong ngò đại dương mình đăng nút cứ trong tháp ba nhà ha sợi riêng đai bằng co trên pi rồi tật tật nâu tật nát tật đụng tật ấy nấng cứ chia nè nị cứ chia cả ta để ăn chụp lóng mê rộ nè nè nghe vô làm khóc nè xem phó cái hạt cùng rùm clear đi ai nâng nè ngọc nghe mơ tốt thì smoke smart để xa miền cái hào than mountain claw phó nè nè cái này lại nè nè mountain claw thầm nè máu hay là pe cho mà đào lại nè mountain claw mà chụp tiền tờ nè sập chìm vào biển à vậy đại dương mình đang rơi rơi tẹt tôn từ năng ở pành hà sài rẽ đại nom trên bàn pì tật cầm đấy nè nhưng thà tật cầm đầy máu các bạn ai chia nhẹ nghe tật cầm đầy mấy cái tật không tật lửa đấy tật tật đấy nó chồm đầy nữa nè đâu tật ấy nữa ai chia cầm ru này cá chlo mày rồi nè xem pho nè không dễ chăng dương bạn vô đấy mình đây thà chia tia ho nè xem pho này nó chia cầm ru chia tia ho này cá than phim lo mày rồi chân tầng nè chân cái này đáp tới dương vô rồi bạn hai cái bạn hai sợi riêng đài tẹt tôn từ năng mê rộ đại ca trên pì và phục tật nó lợi đầy nữa cho hợp đầy nữa cứ chia cùng rú lấy ca chìm lo mê rộ nó sẽ đạp bà này để cùng dịp nó vô lên rồi ok chân là quay đây sầm khán chân cái lại ní dương ở vô cần dạng thiêu adverb mà đã trong cần đá chân chỉ đã sầm khá lâm một clear cho bong mùi máu hay sầm khá lâm và đó máu cần dạng thiêu adverb hay khá má chạm đã clear cho bong tì pì nè sống mới nè đi khám má mình dạng thì adverb ở sống tiên sống to đi sơ mi khẩn lắm đi sơ mi khẩn lắm đi sơ mi khẩn lắm mẫu nè sơ mi khẩn lắm hói mình dạng thì adverb và to mắc khám má nè hay dương đã ở song khang với đó và main clause independent clause này cứ clear cho bọn thôi ok chân rồi để vị thi tặng bay ní nè cô đồng lực mà đoàn tiết đồng bay bằng cao compound sentence cứ dương miên một số bài bay tìm mũi cứ dùng pra coordinate gần dạng sẵn rồi có correlate gần dạng sẵn tìm pi cứ dùng pra semicolon tìm bay cứ dùng pra là bài semicolon hơi nắng còn dạng thiếu adverb ok chân ơi nhạc cụ vậy mà đoan hai mà đoan tiên chân này cụ sống không thập ổn ổn cặp chùm nam hay nâng phương cách phải dựa ở bản á hay đi chơi cầm rô tia ho môi chùm luôn nè tại tôi còn dạng thiếu adverb hay đập bê correlate gần dạng sẵn đi mình not only but also rồi có nay được no ai được o nè ok chân ở vai đây này cũng cho người dân trẻ của trẻ đi tạo vũ số prao những kỳ nè ok chân dân bật to mà chúng này bật to tẹt tông tận năng chúng này bật to này cứ many of this link word can also be placed in other part of sentence chân chúng này đa số khăn này này chúng này này nè đây này cũng ban bài học nó môn luận tích nè tại nè ở cái bàn và hàng những tí tăng còn dạng thiếu adverb nè cứ miễn tí tăng cho ra vì ai nâu mốc cái đá hơi nắng nâng cầu however some after aspect of the reform appear counterproductive dạng tí mùi này cứ dương pra nâu thằng mốc nè thằng mốc ở đây tụm rong tí pi ní dương pra nâu nông nâu cần đá bên tay ní mình men chỉ cần đá ở cái hào thà cần đá này cái hào thà cần đá đầu viên là bạc rong thế nè cứ chỉ là bạc tại mùi ní cứ chỉ là bạc tối thế nè bên tay này cứ trong bạc hàng dương tì tăng bảo vì mình ăn trả ní chỉ bảo vệ là bạc tối đấy nè some other aspect of the reform nè ní bất thiện nè subject này verb
hai ní complement tất tập hiệp xem một chùm luôn này cầm này tầm rồng nè dễ chóng bên này chẳng lệch láng đào miên proticam cái hào thà bạch chàng nè ok rưu cầu ca mình bình chật ok chẳng đi chụp nói nè nó về để dưỡng pra còn dáng thiệu adverb nó không ca sự thật nó không tì ở phép simple simple sentence nè là bạc tốn vấn tay nó không tùm rung ở là bạc cái hào thà là bạc chụp bóng quánh cư nó về vi trong cái đá lại đi cứ thở miên xe mi khá lầm nè này cụ chồng chạy nè đây là sao vì simple sentence thì tì tàng của biết ai nằm mốc còn đá hay nằm cáo chúng phù ở simple sentence cứ xăm ở dương nâu ở kháng mốc dương khai mà muối bên nơi chỗ lọ đá dương khai mà song khang vì máu hay bên nơi kháng cáo cứ dương khai mà viên chọc là bà dương hai chậm đạn hình dạng thiệu adverb nè ní xong nàng ọc này dục cho tụi đạn nơi không cà bà bà hai bà xân mà nàng ọc này mình chụp bác xông cùng bà nè bà xân mà dương mình chụp bác cùng bà công chi dương bà nè ca lên bịa chúng ta dương trên đánh mà bịa bịa nè nhìn cái thảo ở cực chùm luôn bần tay bê khá bị ạc bán chua dương tế việc bần thay bần tục ở dương nó bê chung ở trong đó dương bà bà bị khó vừa ở miền cùng khó đọ bần tục lưng môn điện chẳng xông nàng ọc này bà đòi bà bà giặt ok chẳng dương chỗ tìa ở lùng hạt ạn hoạt bà dương